Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Đồng Phú phát trên sóng FM tần số 97,1 MHz. Công ty AA xin gửi tới bà con thông tin hướng dẫn kỹ thuật trồng điều ra nhiều trái. Bà con chú ý lúc điều bắt đầu ra bông là thời điểm dễ bị sâu ăn bông, bọ xít, muỗi, bệnh thối bông do nấm gây thất thu năng suất. Để đảm bảo bông điều không bị hại, bà con có thể sử dụng thuốc y tế cho thực vật của công ty AA. Thuốc trừ bọ xít muỗi và sâu ăn bông có AA Pet 50EC, AA Alpha 5EC, AA Cyber 10EC được đặc chế cho cây điều, có mùi thơm nhẹ, đánh lừa muỗi bọ xít khi phun. Thuốc trừ nấm gây thối rụng bông có trừ bệnh. Manco Anton 80WP, Master Top 325SC, phun định kỳ theo hướng dẫn cách nhau 10 ngày một lần, vào sáng sớm hoặc chiều tối. Chú ý nên phun bình điện và khi trời lặng gió để đạt hiệu quả cao nhất. Đến giai đoạn đậu trái non, cần hạn chế điều rụng trái sinh lý. Để tránh thiếu hụt canxi nitrat và bo, cần phun ngay phân bón canxi nitrat bo để bổ sung các nguyên tố này trực tiếp cho trái điều không bị rụng. Công ty AA hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp bà con có mùa điều bội thu. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Đồng Phú đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.